lên bài đi. Thầy hướng dẫn cái quảng cáo này thì phải làm trên máy tính phải không thầy? Máy tính hoặc điện thoại đều được. Đăng đăng bài lên. Thế nhưng mà chưa cài được cái tài khoản quảng cáo kia thì có được không? Bây giờ việc đầu tiên là đăng bài trên page thì chưa cần đến tài khoản quảng cáo. Rồi, ok. Bây giờ định chạy bài nào, hình gì, sản phẩm nào, giá bao nhiêu? Hiểu ý không? Chọn ảnh, đăng bài trên page, viết content. Vì ta không dùng chung nữa, nếu mà ta dùng chung thì ảnh đây tôi cung cấp cho luôn, text tiếp tôi cung cấp cho luôn. Học bếp à thầy? Sao ạ? À, học bếp à cơ? Đúng rồi, đăng trên page, muốn chạy quảng cáo thì phải đăng trên fanpage. Muốn chạy quảng cáo phải đăng trên fanpage. Bây giờ đăng một bài lên. Đăng một bài lên. Thế còn về mặt sản phẩm nhá, về mặt sản phẩm thì tôi sẽ nhắc nhân viên kinh doanh trong sau buổi học hôm nay sẽ vào hỏi các chị những mẫu này có chị nào đặt thêm, đặt mới hay không. Đấy, để lên lên truyền một thể và đặt nhiều lên một chút. Bởi vì là mình bây giờ mình mới đầu vụ mà mình không có gì phải sợ cả. Thực ra các cái mẫu vừa rồi ấy, bạn Hải Ánh bạn ấy chạy rất là rẻ. Rất là rẻ nên là mọi người có thể yên tâm mọi người nhập nhá, mọi người để yên tâm nhập vài chục hàng, 100 hàng ok. Đấy. Tùy vào cái sản lượng bán của mọi người. Nếu mà mọi người muốn tôi hỗ trợ nhiều về fanpage thì mọi người có thể đưa tôi vào page của mọi người. Đưa tôi vào quyền biên tập viên thôi, không cần đưa vào quyền quản trị viên. Cái nick Facebook Phan Anh Online của tôi ấy. Nhá. Tùy như tôi đang bây giờ, sao ạ? Thầy ơi, bây giờ phải kết bạn rồi mới chính xác. Có quyền được đúng không ạ? Chính xác. Đây, cái nick Facebook đây. Đấy, trong xem trang xem trong phần chat ấy. Dạ. facebook.com/phananhonline Nguyễn Phan Anh đấy. Như Hải Ánh thì tôi cũng ngồi trong page của bạn ấy nên tôi biết. Tất nhiên là tôi sẽ bảo mật thông tin của mọi người, tôi cũng không chia sẻ, nhưng mà ý tôi nói là những cái dữ liệu có thể chia sẻ được, ví dụ như là mẫu đấy bán chạy đấy thì gần như mọi người không phải test nữa. Mọi người có thể yên tâm đặt một cái sản lượng tối thiểu nào đó nhá. Tôi nhắc các anh chị, tôi nhắc các chị là như này, là đóng vai trò tôi là người dạy, tức là giáo viên, thì tôi luôn muốn mọi người bán được hàng và kiếm được tiền, bất kể hàng đấy là hạng nhãn gì. Đấy. Còn đóng vai trò tôi là người cố vấn cho công ty Baza thì tôi muốn các chị bán hàng Baza. Thế nên là cái mâu thuẫn đấy nó sẽ có xảy ra một chút trong lời tư vấn của tôi. Nhưng tôi sẽ luôn luôn đưa ra những lời khuyên khách quan nhất. Ví dụ mẫu này bán chạy, các chị cố gắng nhặt sản hàng sản xuất một cái đơn hàng tối thiểu. Ví dụ các chị ước tính mình có thể bán được 100 hàng thì để cẩn thận các chị có thể đặt 50 đến 60 hàng. Chứ đừng có đặt nhiều, bởi vì lời khuyên của thầy có thể sẽ không mang tính khách quan. Nhưng mà tôi sẽ cam kết là tôi sẽ đưa ra những lời khuyên có tính khách quan nhất. Ví dụ như là những cái mẫu veston com lê như này, nó hoàn toàn bây giờ nó còn chưa hết hè, cho nên là không lo về cái chuyện là mình đặt hàng mình không bán được. Thậm chí mọi người có thể đặt mạnh tay lên, bởi vì tính ra một cái set đồ như thế là nó 3 món mà mình nhập vào nó có khoảng độ hơn 500 ngàn thì rất là rẻ. Và trong trường hợp xấu nhất mình có thể chạy hòa, chạy lãi ít, chạy bán live stream. Một cái bộ như thế mà bạn chạy khoảng tầm độ 10.000, 15.000 một tin nhắn mà bạn chốt tỷ lệ khoảng tầm 10 đến 15% thành công thì nó rơi vào chỉ độ 150 một đơn tối đa. Và trong khi đó lợi nhuận gộp của các bạn có thể lên tới 500 ngàn. Thoải mái luôn, đừng sợ. Cứ đăng bài nha, đăng ảnh, đăng bài nội dung theo ý mình trước đi. Sau đó thì tôi sẽ dạy viết content sau. Trang Hồ, Thảo Lê,
Request accepted rồi đây. Hôm trước là Hoài hay Trang nhỉ? Trang đang nhắn với thầy thì có thể add vào luôn cũng được. Trang Bắc Giang, Trang Đà Nẵng. Mọi người đang muốn thử hàng nhái, người ấy chạy cho có hàng đã. Mọi người cứ chạy đi, có thể buổi sau ta lại chạy một bài mà chung để xem là cái hiệu suất của mỗi người là như thế nào. À, vậy thì bây giờ mình có thể là chạy trên cái bài nào mà em đang thấy lực tiếp cận nó nhiều nhiều nhất được không? Được. Rồi, đã vào page đặt trang fashion rồi. Phải có đặt trang này, phải có số điện thoại lên. Thông điệp inbox để nhận giá bán. Pre-ship đến tận giường. Kiểu thầy nhé, em xin cái pad của cái face của thầy để em kết bạn đấy ạ. Gửi trên đấy rồi đấy chị ơi, gửi trên chat rồi đấy các tình yêu ơi. facebook.com/phananhonline này, Nguyễn Phan Anh này. 0989623888. Đấy, trên chat ấy, chat của Zoom ấy. Vâng, vâng. Cho thêm số điện thoại, địa chỉ rồi mấy cái thông điệp kêu gọi mua hàng vào chứ, đúng không? Hãy chấm vào em đi, đúng không? Cười. Vừa gửi lời các bạn ấy, thầy các bạn em nhé, trả lời mình không vừa gửi anh không, mình chỉ trả lời thì người ta sẽ không bao giờ người ta hỏi nữa. Cái của Thúy Hoàng này em mở ra mà tiếp nhỉ? Real by heart, real by hip. Em thầy ơi. Em thầy à? Trường trường. Thường thường thì bán giày với túi nhiều chứ đúng không? Có bán quần áo mấy đâu. Có quần áo nhiều nhất thầy ạ. Túi xách thôi, quần áo với túi xách ạ. Cái này hàng Quảng Châu nhiều đúng không? Cái phụ cốt tông nhiều. Toàn LV này, chả đứt. Toàn Gucci Hermes này. Facebook của anh cũng chưa ai cả. Anh chị không có ảnh.
Sao mình không nghe thấy tiếng gì? À, nhà mình đăng bài xong bài chưa? Sao rồi thầy ạ? Xong hết chưa? Thế ơi, thầy kết bạn với một nick nữa của em nhé, tại vì nick cũ của em mới là quản trị viên. Nick nào Nhung? Đặng em Thị đang Hà Giang. Tìm ạ. Nông Thanh Vân. Đặng Thị Trà Giang. Ơi. Em chỉ có một máy điện thoại thôi, máy tính nó đang đơ rồi không đăng được bài. Điện thoại em đang học mất rồi. Ừ, thôi được rồi. Em biết chạy rồi, tôi chưa cần vội cũng được. Thảo Trang đây rồi, Nessa. Ok, Nessa. Nessa, quần tây mới. Mình làm nhập đâu mà toàn chữ tàu này. Bác ghi này. Thầy em muốn cho thầy vào bằng biên tập viên thì... Chào. Cái page này của page này của Trang cũng tương tác khá là kém. Dạ. À, lúc trước thì em thấy lúc mà khi mà còn ít người like á thì là cái lượt tương tác nó còn nhiều, mà sau bây giờ nó lên tới ba mấy ngàn thì lại ít lắm. Vì em xem cái lượt tước tiếp cận của bài viết ở ngay phía dưới này kìa, em thấy nó kém hơn mọi năm nhiều. Em bắt chước Nhung ấy, một là đăng thêm những cái bài nội dung khác có tính chất gọi là cộng đồng viral chia sẻ hơn. Hay là trên bài góc kia. Em chắc là cái này của em không chạy quảng cáo mấy. Dạ ít lắm, gần đây thì nó chậm quá thì em mới chạy được ít thôi, chứ còn trước đó thì em đã không chạy. Evi Siani Hải Dương. Của em đấy ạ, của Trang Hải Dương đấy ạ. Evi Siani tức là cả hai nhãn này có một cái nhãn Siani nữa à? Vâng ạ. Em mới làm được chưa đầy một năm. Cái này cũng tương tác kém. Trước kia em nhiều tương tác lắm, nhưng mà khoảng năm trở lại đây là rút dần thì kém hết đi. Siani nghe Sianua. Mẫu có một số mẫu đẹp ghê này. Vâng, hàng của nó được cũng được vậy. Đây ví dụ như là có cái mẫu sơ mi này 1136, nhưng mà thằng này đặt mã dài thế. 1136G450 đọc mã dài. Mã chỉ có 1136 thôi. Còn cái G kia là báo là giá để bán đấy thầy ạ. Để cho có nghĩa là không cần phải tra giá mà nhìn vào đấy có thể là đọc giá cho khách hàng luôn được ạ. À. Cái đuôi G đấy là giá đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cũng được, thông minh nha. CV3089. Bộ này đẹp phết. Nhưng mà bên này cũng giá cao đấy chứ. Chân váy 485 này, bán cao đấy. Còn giá may thì nó bên nào cũng giống bên nào thôi.